Sau đây chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức một tiếng hát đến từ quận Cam. Cô là một chủ nhân một cơ sở thương mại và là chủ nhân của một vũ trường mang tên là Majestic cũng như vũ trường Blue có mặt tại quận Cam rất lâu. Tuy nhiên, cái niềm đam mê âm nhạc đã khiến cô và giúp cô giữ được các vũ trường cũng như là tiếp tục được đóng góp trong các chương trình văn nghệ. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức ngoài cái tài hát ra, tiếng hát này còn có khả năng tự đệm đàn dương cầm lấy cho mình. Mời quý vị thưởng thức tiếng hát của nữ ca sĩ Phi Khanh. Chọn xác hơn anh rằng anh sẽ chọn đời.